nói nẻo nghe. Ở từ khi mà Beckham về cái đòn muôn kiểu làm gieo á, đẹp được tiếng quẻ ngựa, nói nghe mệt mỏ. Nói chung á là con Beckham này nó lắm như là quạt táo viên, chứ không, nó vô tới đâu là đòn nó ồn ào tới đó. Nhưng mà thương nhất là được ăn 5 chén tàu hũ của nó, rất là thương. Và xong phim này rồi thì chắc chắn là Phương Dung và Hồ Bích Trâm sẽ còn hợp tác nhiều phim khác nữa. Cắt máy đi, đợi Bá Vân nói chuyện YouTube xong rồi mình quay ha. Dạ. Rồi đạo diễn nó khó quá, nó nói là nó không cho má nói gì về Hồ Bích Trâm hết. Nhưng mà má nói là Hồ Bích Trâm là má làm việc có mấy năm rồi, mà càng lúc nó càng tiến bộ. Thật sự là nó càng tiến bộ. Và chắc chắn là sau này là Điền Quân sẽ mời nó tiếp nhiều phim nữa. Và chắc chắn là má của nó là Phương Dung. Rồi xin chào. Buồn lắm, hết vai cho cháu là hết vai buồn. Có đoàn nó vui hơn chứ giờ nó hết vai buồn. Nói chung là đoàn này có mình của cháu là nó hay cho ăn đậu hũ thôi, mà bây giờ nó ốc vào mấy đậu hũ đâu ra mà ăn, lo lắng cả ngày nay. Hôm nay tính lên sớm sớm để ăn mà tới bây giờ không có được mấy đậu hũ nào luôn. Không mà nói nha, tôi chưa được ăn đậu hũ nào của cháu luôn nha, tôi buồn lắm. Hôm nay là anh Hồ Bích Trâm nó hết vai, con cháu nó hết vai, nó mua đậu hũ lên để đoàn. Ở nhà ngồi dưỡng cũng tranh thủ chạy xuống chứ bộ. Mày xuống nơi không còn miếng nào hết á. Phủ phàng. Mày nghĩ sao về Hồ Bích Trâm? Nghĩ gì ai biết mà nó khùng lắm. Hồ Bích Trâm nó khùng lắm. Yên tâm đi. Ông nó lên vai chửi lên vai cho cháu cháu hả, chửi thôi chứ ở ngoài đáng chửi khùng lắm. Ở ngoài là đáng chửi hả? Khùng lắm. Trời ơi. Khi nào bà Dung mở ra vui vẻ nha. Bữa nay là vui vẻ không bảo nha. Ở ngoài đời bạn tên là Hồ Bích Trâm, trong phim bạn là không cái mặt gì lúc nào cũng bảo nhìn cứ quậu quậu quậu. Thành công quá, khán giả đặt lại cháu luôn, bây giờ là chết tên. Gặp Hồ Bích Trâm là nói cháu cháu không nhớ tên Hồ Bích Trâm nữa, nhớ tên cháu cháu thôi. Mà ngộ lắm. Về tối nào cũng nhắn tin riêng với Thanh Thánh Thiện đó, khóc. Chị ơi, giờ khán giả ghét em quá, họ chửi em quá. Mình chỉ nhẹ nhàng nói lại câu thêm nóng và ác mà muốn người ta thương à. À, thành công rồi đó cô nương. Đó, đó cũng an ủi chứ cũng tội nghiệp lắm. Ủa Trung Nguyên vô mà đâu nhiều. Đó mà ha, Hồ Bích Trâm hả, để nói về Hồ Bích Trâm là một cô gái rất là năng lượng. Năng lượng cực kỳ luôn, bạn đóng nguyên ở một ngày ha. Ủa phân đoạn này cách bài dân những rồi. Phân đoạn rất là khó nha, tâm lý căng thẳng lắm nha. Mà tối bạn vẫn giỡn được. Không biết năng lượng lấy ở đâu nữa. Mà ha, hùng hục khí thế. Mình nói một ngày mình là giờ này mình khang tiếng luôn nè. Đó mà tới tối luôn Trâm vẫn nhảy, vẫn hát, vẫn la được. Các bài dân luôn hả? Thật sự là ở đoàn đó bạn hơi bị khình chút xíu. Nhưng mà cũng có khình khình chút xíu, nhưng mà cái khình hình của bạn là vui. Thật sự nhiều khi bạn nói bên trong đó, trong là rất là tình cảm nha, rất là ấm áp. Đó là phải mua đồ ăn cho anh em ekip. Hôm nay thì là đậu hũ, ngày mai là cái gì heo mọi gì đó, đủ thứ đó, mà đậu hũ cũng 4-5 lần mà Thanh Thánh Thiện chưa ăn lần nào đó. Rồi cái này là gọi là phạt nha, phạt nhẹ Hồ Bích Trâm nha. Rồi ok, giờ chúc Hồ Bích Trâm thành công hơn tất cả những cái vai diễn sắp tới. Hẹn gặp lại Hồ Bích Trâm ở các phim sau của Điền Quân. Ủa chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đang xảy ra với Hồ Bích Trâm vậy mọi người ơi? Đi lại đứng nè, đây đứng nè. Tôi quá khổ rồi, những cái đài này là hôm nay là ngày cuối cùng của tôi mà cũng không yên nữa. Tôi đang nói cũng đặt bên đầu tôi đặt tốt là sao? Bữa nay là sinh nhật chưa đó. Chán quá mà. Còn mấy phân nữa? Phân này là phân cuối cùng của Hồ Bích Trâm trong phim cho cháu. Rồi, để lại phân cuối cùng quay luôn nha. Ừ, tôi vậy. Ủa? Ừ, để cái này đâu còn đó coi đâu đúng không? Tôi đã coi về rồi, thấy đồ nhà ông rồi. À, giờ thì càng tốt, mừng quá. Thì để lại phân cuối cùng quay em về luôn. Không, em còn về. Đâu được. Em đồ mai đi rồi. Mai là hả? Mai đi rồi nè. Em đi chưa? Dạ. Con đi rồi mà. Đi một tháng luôn hả? Đi một tháng luôn hả? Sướng hả? Ủa bây giờ nè, bây giờ ốp đoàn rồi nè, vai cuối cùng nè, bây giờ phát biểu cảm nghĩ về từng nhân vật, nói xấu hay không, nói đúng nha, thương ai ghét ai nó hết. Trong phim
phim này á là Thương Mới Dung nhất, nhân vật nhân vật của Trâm á là Thương Mới Dung nhất, còn ghét là ghét anh Thuận nhất. Tại anh Thuận là một cái người đàn ông mà ta nói hả, gia trưởng khó tính rồi hả, không hòa đồng, không gần gũi, không thích tiếp xúc với phụ nữ. Kiểu như là ổng BD vậy đó mọi người. Nói chung là nói giống như là tôi là chồng bả rồi BD vậy, gia trưởng. Nhưng mà ý là tính tình gia trưởng khó khăn nè, khó chịu nè. Rồi cái gì ta, không thích phụ nữ đó. Còn chị Uyên trong phim này rất là dễ thương. Thương chị không? Thương, thương thứ hai. Còn cái người nè, hồi chưa sinh nhật của con đó, cái điều ước của con đó Thanh không nghe. Cái giờ thì con nè, con ước lại hồi tưởng, vô hồi tưởng review rồi là. Rồi, tất cả mọi người đây đứng xung quanh rất là đông. Chúc mừng sinh nhật hết tụi con đều. Dạ, bây giờ con ước cho con thổi đèn nha. Ước thì con ước là với gia đình tết thuộc anh ông gia đình số 1 phần 3 sẽ có con. Đóng dây yeah. Đóng dây chết. Má có mấy con Dung nữa. Cả đoàn chị Hà và ekip đều ủng hộ điều đó. Đâu có không. Xong chị Hà mới nói là vai chính lần này là nam không. Em muốn định là qua Thái Lan luôn. Xin lỗi gia đình số 1 phần 3 kỳ này nam đóng không. Rồi bắt đầu với Trâm buồn. Không buồn sao con quyết định là qua Thái Lan để con phẫu thuật để làm nam vậy cũng đóng. Em đâu cần phẫu thuật. Em không cần phẫu thuật. Rồi xong luôn. Ok chị. Quá buồn. Hôm nay là ngày cuối cùng của bà Trâm Vlog rồi mọi người. Hôm nay ngày cuối cùng quay ở Buôn Tiểu làm dâu, em nói rõ ràng. Hôm nay quay cuối cùng rồi. Cả một hành trình dài từ tháng 8 tới giờ, tháng 9, tháng 8, tháng 9, 10, 11, tháng 12, 5 tháng trời bên nhau. Buồn không? Buồn lắm, buồn lắm. Cái đoạn này bào của con quá mà. 3 lần ăn đồ hũ, 1 lần ăn vịt nữa. Đó, mà nhớ đó, 1 lần ăn heo tộc. Heo tộc. Đó là 4 lần ăn chưa? Đó quá trời người gà luôn. Mà hôm nay em hỏi là mọi người ơi, Trâm không có quay nữa, mọi người có buồn không? Không. Vui ghê luôn là hiểu sao ha. Ăn tối đi, ăn. Ủa là đi hả? Anh định bào em tới phút cuối cùng hả anh? Cái đời này gọi là đợt bào nha mọi người, hút máu diễn viên. Trời ơi, ngày nào lên cũng hả tìm cớ này cớ kia. Rồi hôm nay Hồ Bích Trâm đi trễ 5 phút đãi đoàn đi. Rồi hôm nay Hồ Bích Trâm đi sớm 30 phút đãi đoàn đi. Hôm nay hết giai rồi đãi đoàn đi. Ủa sao con mu vậy? Dạ. Con mu vậy? Tony nói bạn kia lấy đậu hũ cho anh Tony. Nói hiện trường á. Ai nữa? Tại mình có người mới mua xe đó hả? Bào đi mọi người ơi. Đậu hũ à? Vô ăn lấy đấy nha. Anh con. Còn anh nói nó đi còn. Còn cái gì dữ vậy? Anh nói nó thử coi còn không? Nhìn ơi. Em mua 50 cái hộp đựng á. Trời má ơi. Má ơi, má đang làm cái gì vậy? Má phải hợp tác quay YouTube đi chứ. Má có biết cái clip mà con với má nói tiếng Quảng Nghệ là được 199 ngàn được xem chưa? Bây giờ má còn muốn hạt tiếng Quảng Nghệ nữa không? Quê Nam, khi nào mà con cưới là má phải về Quảng Nghệ nghe. Má hứa đi. Sao má không hứa? Nghe cái giọng của nó đâm bể cái giọng nó bị đâm bể nghe mệt á. Em ghét lắm mấy đứa nói chuyện với em. Mọi người anh Thuận như vậy thôi khó gần lắm mọi người. Con nói khó đi. Khó ưa nữa đụng vô một cách. Hấp ra. Anh làm cái gì vậy Trâm? Đi hấp ra. Tôi lấy ông hỏi biết là Thuận gần ông hỏi anh nè con ơi nè nó đẹp nó tan bị gì vậy chị cột cái bị gì hồi xưa hồi chốt đứng phải không? Không phải hồi xưa đi thả bò xong cái đèn để tay xuống xuống nó đánh lục nó cắn đúng không? Thôi hồi xưa chú em bị một ngón mà chú em bị ngón cái, cái này là em biết rồi mọi người Trâm biết rồi tại sao cái ngón của ông đớp ông lại bị mất một ngón. Cái này là cá độ đá banh thua bị người ta chặt ngón tay phải không? Cái cổ gì nữa cái sao à. Có một cái là mà khóc bậy bạ lắm nhưng mà không nói ra được. Tao biết rồi đó, mình biết gần không đất. Sao giờ quay đi rồi tao kể cho mày nghe tại sao bị bỏ ngón tay. Dạ, vậy hôm hết, ok mới luôn. Quá dữ. Bà Bích Trâm như bà muốn ăn tôi mà ba ăn không được. Bậy rồi, trời ơi, anh không phải gu của em nha anh Thuận ơi. Đó nên lúc nãy có em được thay cho nó đó. Ở trong phim thì là thương này kia, giành giật cuối cùng ở ngoài đời. Sự thật nó khác. Không có ưa nhau. Trời ơi, anh khó tính mọi người ơi, khó lắm. Khó đến nỗi mình cái ghế của ông để không dám ngồi luôn á. Dễ thương lắm. Hôm qua bà Mỹ Duyên đóng vai bà già, bà Mỹ Duyên mặc cáo già. Mà ngồi hổ cho ra bà Mỹ Duyên ám ngủ ở đâu. Bà Mỹ Duyên nó mua Sài Gòn que. Nhưng mà ở Taka nhưng mà phải cái số khi mà hàng mới là nó gọi điện thoại cho cái bà chồng bà quán á.
để bà để hàng đó, thì chị cho em số điện thoại bà đó đi. Thôi số điện thoại của ta chứ đâu có cho được. Cái tâm nó ủa đâu có đâu, mình cho số điện thoại bác Hạ Lan, mình mua hàng mà chứ cái cuối cùng hỏi chứ ủa em mua cho bạn gái em không, em mua cho má em. Em như là bữa em thấy chị nào mặc đồ đẹp quá em hỏi cho mặc, em mua cho má em mấy cái, mua cho má chứ không mua cho bạn gái. Thuận mẹ đúng luôn, và đúng nhân vật trong phim luôn thế luôn. Nó hỏi, nó hỏi hoài tính. Vậy là chứng tỏ là thương má. Cái tên áo này già quá mà Thuận. Đâu có bạn gái đâu mua. Cho anh Thuận đúng không? Có bạn gái. Đâu có bạn gái đâu mua. Anh Thuận có bạn gái nha. Bạn em gái biết, bạn, em biết bạn gái của anh Thuận là ai luôn á. Bạn gái thì nó không mua. Em biết luôn. Trời ơi. Sẵn hôm nay kể luôn đi con. Nhiều chuyện mà chị. Trời ơi. Em không có nhiều chuyện không? Người ta nhiều chuyện với em. Người ta biết em đang đi phim với anh Thuận á. Không ngờ không? Clip này nhiều người coi lắm nha. Bạn gái của anh Thuận không? Hàng trăm người coi. Không phải công nghệ rồi. Nhưng mà cực sexy nha. Một cái áo càng chi bữa rồi. Thôi, ổng chắc chắn là giờ con nói mới nghe. Giờ chắc chắn ổng sẽ từ chối. Ổng sẽ chối hết. Bữa nói với chị là tôi không thích con gái mà đã mặc chân mai. Không phải là xong rồi hả, nhờ chở chở đi xe thôi được, anh không chở được đâu, em với Nguyệt Ách tự đi bộ đi chứ anh chở bạn gái anh giận anh đó. Có má ơi, con nói xạo con chết tại chỗ luôn á. Thôi thôi tao không hỏi mày nữa, má hỏi con đi, má hỏi con đi, con tả tiếp cho. Người mà đã có gia đình rồi là rồi bà cho quá gian. Nhưng mà không lẽ bây giờ chị bây giờ không lẽ chị đi xe của ảnh thì chị bỏ em đi một mình. Mấy người cứ nói xấu anh Thuận quá à. Không, em đâu có nói sao anh đâu. Anh Thuận vẫn đi xe với anh Thuận bình thường nè. Anh Thuận rất là dễ thương, nhưng chỉ có điều là khó gần, khó ở, khó ăn, khó ưa. Ai lộn lộn, khó chịu. Trời ơi, ổng khó chịu lắm á ơi. Tự nhiên ra diễn á, mới vừa đụng vô cái tay rồi học ra vậy đó. Sao kỳ vậy? Mình là nghề diễn mà. Mà tại sao người ta nắm tay mình lắm nha? Mày biết sao không? Tại vì ông diễn với con, ông tưởng là đang diễn với một cái thằng đàn ông. Cũng là bà chẳng lấy chồng được. Khó tình. Có chồng đâu lấy. Sao con nói làm sao lấy chồng đi về muốn ngủ? Vậy nữa rồi, ở đâu ra vậy trời? Chồng nào có mấy giới thiệu cho con đi. Cái người nào mà dễ thương, dễ chịu, xíu đụng cái tính tình giống anh Thuận nha. Năm sau lấy chồng và muốn đẻ con liền, đó là lời người lớn nói. Đi năm sau là chưa biết năm nào. Năm sau không biết năm nào đi đâu gặp lại nóng chung với tôi đó. Chán quá à, phim mới cũng nóng chung với má Phương Dung nữa mọi người ơi. Nó chán kêu không thiệt luôn á. Mà vai này vai mới nha, là vai bê nguyên con người vô luôn, không còn diễn một cái gì hết á. Ủa sao phim nào em cũng nói em bê nguyên con người em vô quá dữ vậy? Phim nào bê nguyên con người em vô đâu? Phải cái vai này là ngược con người tao bê nè. Cái vai phim cũng kiểu là vô là ngược con người của tao nè. Mọi người ơi, tao không ngược, không hề ngược, không hề ngược. Bê một cái vai hiền lành. Ủa, đáng chắc chị hiền mà. Thôi đáng chắc chị hiền. Mình hiền, mình bấm là bê nguyên con người tao lên luôn. Đây, bây giờ muốn ác đúng không? Đây. Má, không phải con làm thì con cầu kiểu cho. Đâu? Anh đâm ra, anh đâm đây. Đi. Năng lưỡi, năng lưỡi. Đi mà, thả máy ra đi cho mà. Cái máy xinh mà. Mọi người, ngày đầu tiên mà quay chung với máy Dung trong cái phim này á, má thoại tới đâu, da gà đuổi tới đó. Trời ơi, không tin nổi luôn á, không tin. Trời ơi, máy Dung mà ha, hung dữ rồi à, à miệng blue loa đâu rồi. Chị uống nước trà đi. Trời ơi, nghe mà nổi da gà. Bỏ nha má bức. Mai mốt bánh gà gì ngày má đổi giọng nha. Tại con anh nó nói đó, nó nói là thôi chị này chị đổi da đi. Chị đồng ý đổi. Nhưng mà không có hợp. Hợp, rất hợp. Hợp mà. Hợp, rất hợp. Có khán giả nào chửi chị Dung đâu. Chừng nào mà chị đóng vai hiền mà bị khán giả chửi á thì mới là không hợp. Nhưng Tranh nè, giờ cơn Tranh mà đóng vai hiền à. Đó, mới khó rồi nha. Sao khó? Chị coi phim Con Gái Mới Già chưa? Ruby bị quýnh từ trên xuống dưới, nắm rớt đầu tóc giả ra luôn. Quýnh tơi bời khói lưỡi luôn. Ở với mẹ ghẻ, phim đó rất là nhiều người thương nha. Giỡn hoài. Không nói à, ý, thôi. Ý em nói bạn chắc em cũng là hiền á đúng không? Em hiền mà, trời em ơi. Rất hiền nha. Trời ơi, khe thôi người đánh. Con người đánh mới là chắc hiền. Chị Ánh hiền nhưng mà mặt của bà rất ác.
Đấy. Má tôi mới chặn cái phong đoạn của con với bả chưa, nói chuyện với nhau chưa. Cái miệng của con nhỏ của con á là bô 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 vậy thôi, còn bả mới xuất ra câu nào là nó gọi là nó thâm câu đó. Mấy người vậy mới nguy hiểm, mới hiểu không? Đúng không chị? Chị Thoại chị có thấy nguy hiểm không? Nếu mà vậy là nói là bà Hà đạo diễn là bả thâm. Mọi người ơi, hãy đăng ký cho kênh YouTube của chị Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh Official. Nguyệt Ánh Official, Bích Trâm Official, Ngũ Long Du Ký. Ngũ Long Công Chúa Du Ký. Ngũ Long Công Chúa Du Ký. Công Chúa Du Ký. Công Chúa Du Ký. Ủa nhưng mà tại sao không có công chúa? À, không phải công chúa dễ thương hơn. Năm đứa chị già hết rồi, là những cái là tụi chị đi đây đó để làm hết tất cả những gì clip.